Khách hàng hỏi Ngọc Ánh rằng bây giờ nếu như có hơn 1 tỷ thì có mua được nhà ở Hà Đông không? Thì Ngọc Ánh sẽ trả lời cho quý vị trong video này nhá. Có ngay hai căn nhà giá 1 tỷ 450 triệu đồng, 4 tầng, xây mới cả nhà và đất. Chỉ có 1 tỷ 450 triệu đồng, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn. Ngõ đường trước nhà thực tế 2m2, cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm 70m. Và hướng nhà là hướng Tây Nam. Hai căn nhà này thì đã bán một căn, chỉ còn duy nhất một căn. Tuy nhiên nó còn đang ngổn ngang một chút nhưng mà chưa quay thì đã bán được rồi. Đây là hiện trạng căn nhà đang là vào phần hoàn thiện mọi người ạ. Thiết kế 30m², 4 tầng, xây mới. Như thế này thì quý vị mới nhìn thấy là nhà xây mới này, không có mọi người lại nghĩ nhà cũ. Vị trí của nó thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với lại cầu Mai Lĩnh, gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với trục đường quốc lộ 6, giao thông đi lại thuận tiện, xung quanh chợ trường phường trạm tiện ích. Với căn nhà này, quý vị chi trả trước cho Ngọc Ánh khoảng tầm 600 triệu tiền mặt. Phần còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Quý vị không nghe nhầm đâu, giá bán 1 tỷ 450 triệu đồng căn nhà này. Sổ đỏ vuông vắn, không lỗi bất kỳ một phong thủy nào. Và căn nhà thì theo hiện trạng đây quý vị ạ, nó còn hơi ngổn ngang một chút. Tuy nhiên, Ngọc Ánh vẫn quay và review cho quý vị để quý vị biết rằng hiện tại nếu như ở trong kho hàng của Nhà Tốt, căn nhà xây mới 4 tầng giá rẻ nhất là căn nhà này quý vị nhé. Rẻ nhất luôn, 1 tỷ 450 triệu đồng một căn. Với cái căn nhà này thì chắc chắn quý vị sẽ hỏi đường ô tô có vào nhà không thì là không. Đường ô tô cách nhà 70m. Và với cái vị trí này thì nó có gần với trung tâm không? Nếu như mà nói trung tâm Hà Đông thì không quá xa, còn nếu như trung tâm Hà Nội thì không quá gần. Nếu như mà ở cái trung tâm Hà Đông thì từ vị trí ngôi nhà này đến đó nó khoảng tầm 7 km. Còn nếu như mà đến trung tâm Hà Nội từ vị trí ngôi nhà này mà ra tới Hồ Hoàn Kiếm thì nó sẽ rơi vào phạm vi bán kính 18 km. Cho nên quý vị có thể cân nhắc cái quãng đường đi, cân nhắc cái tầm tài chính của mình, cân nhắc công việc của mình để có thể tham khảo được một căn nhà bên Nhà Tốt tốt nhất cho quý vị, giá hợp lý nhất nhá. Còn Ngọc Ánh quay và review cho quý vị 100% giá bán từ chủ đầu tư, không có bán chênh bán lệch 1.000 nào cả, sổ đỏ chuẩn chỉnh. Và đây, theo hiện trạng thì cái căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về ở trước Tết. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, hệ thống trần thạch cao, quạt trần chủ nhà tặng cho quý vị. Cửa thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính. Đấy, với cái căn nhà giá rẻ mà thiết kế rất là hợp lý, bởi vì là cái vị trí của nó không quá gần với lại trung tâm cho nên nó phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông. Như Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, căn nhà này thì nó thuộc Biên Giang, nó gần với lại Hà Đông, nó gần với Chương Mỹ. Nếu như quý vị nào mà đi làm ở Chương Mỹ thì cái căn nhà này cũng có thể đáp ứng được cái nhu cầu đi lại cho quý vị. Còn nếu như quý vị nào đi làm ở Hà Đông thì rất là phù hợp và thuận tiện cái cung đường đi lại nhá. Đó. Đây, phòng vệ sinh phía dưới tầng 1. Nhà thì còn ngổn ngang nhưng Ngọc Ánh vẫn quay sơ qua để gửi tới cho quý vị. Có hai căn thì đã bán một và cũng chỉ còn duy nhất một căn thôi. Trên phía tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thì mời mọi người theo em lên khám phá qua xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Với cái căn nhà hơn 1 tỷ này, thiết kế có kiên cố không? Có. Chắc chắn không? Có. Sổ đỏ không? Có quý vị ạ. Trên tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thì thiết kế tương tự như nhau. Thiết kế ở đây, hành lang đi vào cũng có cửa sổ này. Riêng ở trên phía tầng 4 thì thiết kế thay vì phòng vệ sinh thì thiết kế cái phần sân phơi. Còn đâu thì căn nhà này được 3 phòng riêng biệt, phòng nào cũng rộng rãi, thoáng mát như thế này mọi người nhá. Đó. Cửa sổ thiết kế hai lớp, bên ngoài là nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review chuẩn chỉnh cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Phòng vệ sinh đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Tất cả những cái thiết bị vệ sinh tất yếu trong một phòng vệ sinh đều đầy đủ. Và mời người theo em lên tầng 4 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Trên tầng 4 thiết kế cho mình một ô giếng trời rất là thoáng, một cái phòng riêng và một sân phơi riêng biệt. Đây, đó, một phòng riêng thoáng, 3 phòng riêng với cái căn nhà này mọi người ạ. Sân phơi. Đó. Với 1 tỷ 450 triệu đồng cho một ngôi nhà 4 tầng xây mới này thì thực tế luôn, vị trí của nó Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, không quá gần,
tuy nhiên nó cũng không quá xa đối với quý vị có tầm tài chính như thế này. 1 tỷ 450 triệu mã sổ đỏ riêng biệt. Quý vị có thể về ở ngay, có hai căn đường ngõ thì thông thoáng, xung quanh dân cư đông đúc. Đây. Quý vị nhìn thực tế, xung quanh dân cư rất là đông. Và nó vẫn thuộc quận Hà Đông quý vị nhé. Cho nên ngoài chia sẻ rồi, cũng có một số quý khách hàng cứ nghĩ rằng là quay lên để câu like, nhưng mà thực ra thì câu like để làm gì đâu ạ? Bởi vì kênh bán hàng của nhà tốt đã phát triển cũng khá là lâu rồi. Và review chuẩn chỉnh, cam kết 100% giá bán của chủ. Cho nên mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm chi tiết vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Anh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0933013403 hoặc 0888041414. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.